Hôm nay giới thiệu các bạn một cái phương trình khá thú vị như sau. Phương trình đặc biệt. Đấy. Đó là cái phương trình này, trị rồi của x chẳng hạn. Cộng với trị rồi x trừ 2 bằng 2. Đấy. Thì để giải phương trình này thì các bạn chú ý là phải chia trường hợp để giải. Đấy. Thì ở đây các bạn xét trường hợp đầu tiên là x lớn bằng 2. Thì chúng ta sẽ suy ra. Lúc đó là x sẽ dương, vậy là ta sẽ có trị đổi x là bằng x. X trừ 2 lớn bằng 0, vậy là đấy là x cộng 2, x trừ 2 bằng 2. Đấy. Thì lúc này ở đây các bạn sẽ thấy đây là rút còn lấy 2 x bằng 4 x bằng 2. Đấy. Vậy đây là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là x nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 0 thì x trị đổi x và trị đổi x trừ 2 này đều nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 0 và x trừ 2 nhỏ hơn 0 thì trị đổi nó là nhận định là trừ x. Trừ cho x cộng 2 bằng 2. Thì cái này rút còn cho 2 thì đấy là trừ 2 x bằng 0. Vậy đấy, x sẽ bằng 0. Bằng 0 nhưng mà ta chỉ xét với x nhỏ hơn 0. Vậy là cái này loại không thỏa mãn KTM. Đấy. Tiếp tục ta xét trường hợp là x lớn bằng 0 nhỏ hơn 2. Thì lúc này cái trị tự đổi này là bằng x. Còn trị tự đổi này sẽ là 2 trừ x bằng 2. Thì cái này luôn thỏa mãn. Còn x là 2 bằng 0 bằng 0. Đấy. Vậy x như thế này là nghiệm. Đấy. Rồi x bằng 2 đây là nghiệm rồi. Vậy nghiệm ở đây là rất nhiều nghiệm x lớn bằng 0 nhỏ bằng 2. Nói một cách tóm lại là nghiệm của bất phương trình này là F bằng đoạn từ 0 đến 2. Các bạn nha. Đấy. Từ đây các bạn có thể mô tả tổng quát cái phương trình dạng này, kinh nghiệm như thế nào. Đấy, cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất. Chào các bạn nha.